Thanh Ngân cùng Dương Đình Trì là cặp đôi đẹp một thời của làng nhạc Việt. Từng có tin đồn tình cảm, song cặp đôi không lên tiếng. Cảm giác vẫn trùng động như ngày đầu, cùng Thanh Ngân trên sân khấu, Dương Đình Trì dành sự quan tâm đặc biệt cho người bạn thân 5 năm xa cách. 5 năm trôi qua, cặp đôi làng nhạc lặng lẽ rời xa nhau không hợp tác chung. Dương Đình Trì tâm sự, duyên là do số trời định, anh và Thanh Ngân quý mến nhau như người một nhà. Thường tâm sự mỗi đêm, sau chuyện riêng không muốn chia sẻ quá nhiều trên mặt báo. Thanh Ngân tâm sự với Duyên Giáng Việt, cô vẫn quý mến Dương Đình Trì. Còn chuyện yêu đương, hờn giận hay không, chỉ một người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Bản thân người đẹp không muốn đem tình cảm cá nhân vào đời sống âm nhạc. Thành công trong sự nghiệp là vậy, nhưng nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân vẫn chưa kết hôn ở tuổi 48. Còn có tin đồn cô có một đứa con với nghệ sĩ ưu tú Dương Đình Trì. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân là thế hệ thứ tư trong gia đình, có bốn đời theo nghệ thuật. Ngoài Thanh Ngân thành công ở bộ môn cải lương, gia đình cô còn có ba cô con gái khác đều thành công trong các lĩnh vực ca hát, diễn xuất, đó là Thanh Hằng, Ngân Quỳnh và Thanh Ngọc. Sinh ra trong cải nuôi nghệ thuật nên từ nhỏ, Thanh Ngân đã đứng trên sân khấu cải lương khắp mọi miền. Lớn lên, Thanh Ngân còn nét đẹp ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ, giọng ca truyền cảm được di truyền qua bốn thế hệ nên chớm được khán giả biết đến, cô được khán giả sắp xếp vào hàng những cô đào tài sắc bậc nhất của làng cải lương. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân đã mang hơn 150 phần quà tặng trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật Vạn Đông, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nơi nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật nhân dịp Giáng sinh. Tôi ngưỡng mộ các cô giáo, thầy giáo, nhân viên của trường khi họ đã hy sinh nhiều để làm công việc thiện nguyện này. Họ không đơn giản chỉ là dạy học mà còn tiết kiệm rất nhiều công việc. Chỉ có những người với tấm lòng yêu thương vô bờ bến như cha mẹ, người thân ruột thịt mới có thể làm được. Nhiều em bị mất hai cánh tay hoặc chân co quắp lại khi đi đứng rất vô cùng khó khăn. Nếu không có sự tận tụy của các thầy cô, các em sẽ khó được những ngày vui và sum vầy, Thanh Ngân nói. Nghệ sĩ Thanh Ngân đã đến với ngôi trường này nhiều lần. Cô và những người trong nhóm bạn từ thiện dốc sức lo cho các em nhỏ. Ngoài dạy văn hóa, các em còn được hướng dẫn thêm các kỹ năng cơ bản để các em có thể sống tự lập, tự phục vụ bản thân, giảm đi sự phụ thuộc vào người khác một cách tối đa có thể để hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Thanh Ngân thông tin thêm, nhiều năm qua, Thanh Ngân luôn làm công tác từ thiện một cách thầm lặng. Những khoản thù lao dành dụng được, cô mua quà cho trẻ em nghèo, mồ côi khuyết tật và còn phối hợp với các địa phương có mái ấm tình thương. Các trường nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật để hỗ trợ phát triển giáo dục, góp phần giúp các em hòa nhập vào đời sống cộng đồng. Ước mơ của Thanh Ngân là cố gắng xây thêm nhiều vùng đất còn rất nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh và mái ấm nuôi dạy trẻ khuyết tật. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân chụp ảnh với trẻ em khuyết tật và các thầy cô nuôi dưỡng các em. Cống hiến cho nghệ thuật từ khi còn rất trẻ nên Thanh Ngân sớm gặt hái được những thành tựu lớn. Hơn 20 năm gắn bó với cải lương, tên tuổi của cô thành công với những vở cải lương Tụ Ảnh Nguyệt, Chuyện Tình Lan và Điệp, Trà Hoa Nữ, Dương Vân Nga, Xuyên Kiếp. Năm 2019, cô xuất sắc đạt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân khi mới chỉ 47 tuổi. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội ngoài 70 như Minh Phương, Thanh Tuần, Thoại Miêu, cô cũng là nghệ sĩ trẻ nhất đạt danh hiệu vào kỳ xét duyệt vừa qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.